Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, hai đỉnh lũ lớn của sông Dương Tử và sông Hàn gần như đồng thời đổ và địa phận Hồ Bắc. Mực nước của 5 hồ lớn và 1.125 hồ chứa trên địa bàn đã vượt ngưỡng lũ. Hơn 4.000 ngọn đồi, sông suối bị vỡ, dòng chảy xiết. 7 sông lớn vừa và nhỏ vượt mức gia cố đê bao. Mưa chết chóc, thời gian chết chóc, địa điểm chết người. Sáng hôm qua, Zhao Bin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc kiêm Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã bình luận về tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay của sông Hàn. Theo Zhao Bin, lũ sông Hàn thường là lũ mùa thu, nhưng năm nay nó đến sớm và xảy ra cùng lúc với lũ sông Dương Tử. Đã có 2 đợt lũ trên sông Hàn. Đợt 1 chưa rút, đợt 2 đã lên tiếp. Mực nước sông Hàn đang tiến sát mực nước đảm bảo. Đỉnh lũ hiện nay là lớn nhất kể từ năm 1983, tương đương 42 năm mới có một lần. Tình hình rất nghiêm trọng, mực nước cao của hai con sông đang tấn công và các con sông nhỏ của thành phố có thể đang ở trong tình trạng báo động quá mức. Chun Ya, Phó Thị trưởng Vũ Hán và Phó Chỉ huy điều hành của Bộ Chỉ huy Quốc phòng thành phố cũng chỉ ra, hiện trạng mực nước cao kéo dài tại các hồ, hồ chứa nước sông vừa và nhỏ chưa được cải thiện, hồ gần như mất chức năng điều tiết, tích trữ, đối mặt với lũ bên ngoài, úng bên trong. Theo báo cáo, đoạn sông Hàn dài hơn 50 km có hơn 22 khúc cua và 27 đoạn nguy hiểm. Hiện tại các khu vực phát triển kinh tế Hanan, Kandian, Songsan và Vũ Hán nên được chuẩn bị để chuyển dòng trước lũ. Theo báo cáo công tác lũ lụt mới nhất do Cục Quản lý nước Vũ Hán công bố vào chiều hôm qua, vào lúc 14 giờ chiều hôm qua, mực nước của hồ chứa Đan Giang Khẩu là 153,84 m, lưu lượng dòng chảy vào là 25.700 m3 mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra là 6.290 m3 mỗi giây. 2 giờ sau, mực nước dâng lên 154 m, vượt giới hạn lũ 5 m. Cục khí tượng dự báo trong 2 ngày tới có mưa to cục bộ trên dòng chính thượng lưu sông Dương Tử, thượng và trung lưu sông Hàn, hạ lưu sông Dương Tử. Sự phân bố không gian và thời gian của đợt mưa này không đồng đều, cường độ thay đổi, cường độ mưa cục bộ vượt hẳn đợt trước. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc dự đoán rằng hồ chứa Đan Giang Khẩu sẽ có mực nước cao hơn từ 155 đến 158 m vào ngày thứ Bảy tới, vượt qua giới hạn lũ từ 6 đến 9 m. Nếu hồ chứa Đan Giang Khẩu xả nước vượt quá khả năng chịu tải, toàn bộ sông Hàn sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp. Zhao Bin nói, về mặt phân lũ, ba thành phố Vũ Hán, Tiên Đảo và Siêugan phải chuẩn bị cho việc sử dụng khu vực phân lũ Dujatai theo kế hoạch và kè Tianxingyu, Wangxiangwan và nhiều kè chắn nước khác phải được xả lũ theo thứ tự và những thời điểm quan trọng. Sạt lở đất ở Lệ Thủy, Chiết Giang, 15 người thiệt mạng, 12 người mất tích. Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 14 Meranti và cơn bão số 17 Meyu năm nay, mưa lớn liên tục xảy ra ở Nam Chiết Giang và Tây Nam Chiết Giang. Vào khoảng 17 giờ 28 phút ngày 18, một vụ lở đất đã xảy ra tại ngôi làng thôn Sunkun Changkun, thị trấn Benji, huyện Chui Sang, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, cách huyện Sui Trang 37 km. Và khoảng 20 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy bởi lở đất và rửa trôi. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 19, tại hiện trường đã giải cứu thành công 15 người, bước đầu xác định còn 26 người mất tích. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông vũ trang đã ngay lập tức triển khai kế hoạch cứu nạn khẩn cấp. Lệnh cho đội cảnh sát giao thông vũ trang số 8 nhanh chóng giúp 100 quân mang theo 50 bộ thiết bị dò tìm sự sống, máy bay không người lái, máy xúc lớn và các máy móc thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp khác. Phó đội trưởng kiêm cục trưởng Cục Chính trị Yang Hui, quân đội Wang Shengwen, chịu trách nhiệm chỉ huy, chia quân thành hai nhóm và khẩn trương đến hiện trường vụ việc trong đêm, đồng thời khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn, điều tra và loại bỏ rủi ro. Được biết, vụ sạt lở đất đã làm sập hơn 400.000 mét khối, khiến 20 ngôi nhà bị chôn vùi hoàn toàn và 17 ngôi nhà bị ngập, 3 người được cứu sống, 10 người thoát hiểm thành công, 27 người mất liên lạc. Một cán bộ thị trấn đang tổ chức di rời người dân trong khu vực sạt lở. Hơn 1.460 người gần đó đã được chuyển đi trong đêm và 125 người đã được tái định cư và những người bị ảnh hưởng đã được tái định cư phù hợp. Su Gong Hong, một người dân sống sót sau vụ lở đất ở làng Su, nói với giới truyền thông, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải điều khủng khiếp như vậy ở làng Su. Khi vụ lở đất xảy ra, những tảng đá lăn xuống như nước. Theo hồi ức của Sun Yumin, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 18,
khi đang nấu ăn, anh dẫn theo hai đứa cháu nhỏ và tận mắt chứng kiến một tảng đá lớn rơi xuống, ngay lập tức san bằng cả ngôi nhà. Tôi đã nhanh chóng cùng con trốn thoát và các thành viên trong gia đình tôi đều an toàn, nhưng hơn 2.000 cân gạo đang phơi nắng đều bị vùi lấp. Shujumi nói gia đình tôi có 10 mẫu đất và cả tím, mướp đắng và bí ngô, tôi trồng không thể thu hoạch được. Ye Quenxiang, một dân làng 50 tuổi ở làng Su, nói với phóng viên tại khu tái định cư, bữa tối đã sẵn sàng, tôi thấy một hòn đá lớn rơi xuống, nhanh chóng lấy một chiếc túi nhỏ trước khi chạy ra ngoài. Theo các báo cáo, hầu hết những người trẻ tuổi ở làng Su đang đi học hoặc làm việc bên ngoài, trong khi nhiều người già ở nhà. Hầu hết người già không biết cách sử dụng các thiết bị liên lạc. Chúng tôi dạy từng người một để giúp họ liên lạc với gia đình. Jin Shuping, nhân viên trang trí tại trung tâm bảo trì Sui Chang của China Mobile cho biết. Vào lúc 9 giờ tối ngày 18, Jin Shuping vội vã đến làng Beijing để lắp đặt thiết bị khẩn cấp di động cho dân làng tại khu tái định cư. Tín hiệu hiện tại ổn định và có thể được sử dụng cùng một lúc cho dân làng tại khu tái định cư. Zhou Wenbin, phó giám đốc ủy ban thôn của làng Beijing, cho biết nhà văn hóa có 50 tấm màn và 23 chiếc giường gỗ đơn giản cho các nạn nhân và quán ăn tự phục vụ của làng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và đồ uống. Các nhân viên của thị trấn và làng đang làm nhiệm vụ theo ca để đảm bảo rằng những người dân làng bị ảnh hưởng có thể nghỉ ngơi. Đến trưa ngày 19, hơn 100 dân làng đã có chỗ ở đàng hoàng tại các phòng trong nhà văn hóa của làng Beiji. Có hơn 700 dân làng ở làng Su, cách huyện Sui Chang 37 km. Phóng viên được biết tại nơi xảy ra vụ việc, do địa hình đồi núi, điều kiện địa chất phức tạp, khắc nghiệt, cộng với việc hai cơn bão nối tiếp nhau đổ bộ nên các khu vực mưa lớn chồng chéo lên nhau, hình thành hồ chắn sóng tại khu vực bị sập khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại 1.460 người đã được di chuyển khỏi khu vực đầu nguồn Tao Si, nơi xảy ra vụ sạt lở đất và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Sau thảm họa, một đội cứu hộ gồm hơn 400 người từ cảnh sát vũ trang địa phương, công an, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, đất đai, thủy lợi, điện, viễn thông, di động, giao thông vận tải, y tế ở Chiết Giang vội vã đến trợ giúp Sui Chang. Sucha đã thành lập 8 nhóm công tác đặc biệt bao gồm cứu hộ khẩn cấp và cứu hộ y tế, dốc toàn lực thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 hải cốt, còn 23 người mất tích. Ngoài ra, trung tâm chỉ huy tạm thời ở Sunkun Kuntaran Auditorium đã sẵn sàng triển khai kế hoạch giải cứu tiếp theo. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang, do ảnh hưởng của bão Caspis, tính đến 7 giờ 30 phút tối nay, lượng mưa trên bề mặt huyện Sui Chang Lệ Thủy trong 24 giờ qua lên tới 101,4mm, mức mưa bão lớn. Trong đó, lượng mưa trên diện tích 6 giờ qua cao tới 48,8mm. Phóng viên được biết do tầm nhìn tốt và khả năng hiển thị cao vào ban ngày, lực lượng cứu hộ liên quan sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm thêm những người mất tích. Cảnh sát vũ trang và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang đẩy nhanh công tác dọn dẹp con đường dẫn vào hồ chắn sóng, cố gắng thông đường trước đêm để thuận lợi cho việc vận chuyển máy móc cỡ lớn. Nhưng vụ lở đất đã tạo ra một hồ nước có rào cản và mực nước dâng cao nhanh chóng đe dọa hoạt động cứu hộ và ngăn cản hoạt động của các thiết bị cứu hộ quy mô lớn. Khó khăn trong công tác cứu hộ chủ yếu thể hiện ở khối lượng sạt lở tương đối lớn. Theo các chuyên gia, ngày hôm qua, khu vực sạt lở rộng hơn 400.000m², lớp đất che phủ tương đối dày, áp lực và độ khó mở tương đối lớn. Ngoài ra, hai ngày qua trời mưa rất to, đội gặp khó khăn không nhỏ. Đường vào thành phố tương đối bất tiện, máy móc lớn vừa vận chuyển lên sẽ gây ùn tắc. Trước những khó khăn đó, trung tâm chỉ huy tạm thời cũng đang tích cực đàm phán để đảm bảo hiệu quả cứu hộ. Sau khi thảm họa xảy ra, thành phố Lệ Thủy và huyện Sui Chang đã nhanh chóng triển khai ứng phó cấp 1 với các thảm họa địa chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời thành lập ngay trụ sở cứu hộ với 10 tổ công tác đặc biệt để phối hợp toàn diện, cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, cứu hộ y tế. Được biết, đội cứu hỏa thành phố Li Shui đã ngay lập tức điều động 6 xe cứu hỏa cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ, đồng thời 19 xe cứu hỏa, 102 cán bộ chiến sĩ cứu hỏa cùng 5 chú chó tìm kiếm cứu nạn từ Ôn Châu, Khu Châu và Kim Hoa lao đến hiện trường để tiếp viện. Cho đến nay, 15 trong số 27 người mất tích đã được tìm kiếm và cứu nạn và được xác nhận là đã thiệt mạng, 12 người vẫn đang mất tích. Hiện công tác cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tìm kiếm. Trong bước tiếp theo, Ban Chỉ huy ứng cứu sạt lở đất Thôn Su sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để làm tốt công tác cứu hộ khẩn cấp, hỗ trợ tái định cư cho gia đình các nạn nhân và người dân bị ảnh hưởng, tái thiết sau thiên tai, điều tra và khắc phục những mối nguy hiểm tiềm ẩn của các tai biến địa chất.
Thưa quý vị, vào ngày 15, một vụ lở đất khác ở thị trấn Kongsan, huyện Thông Giang, thành phố Bayong đã được đưa trên Internet và có người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và một máy xúc đã vào hiện trường để giải cứu. Vào ngày 16, phóng viên bản tin Sao Đỏ được biết từ cơ quan chính quyền địa phương rằng 5 người mất liên lạc trong vụ lở đất đã được tìm thấy và đã chết. Được biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lượng mưa tích lũy ở thị trấn Kongsan đạt 544,6mm, một điểm giám sát thiên tai phi địa chất tại Huijaba, Eser, làng Ufu, thị trấn Kongsan bất ngờ sạt lở đất vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 15. Còn phần thân đất đá sạt lở đã lao qua thung lũng và đường giao thông khiến 15 căn nhà của 6 hộ dân phía đối diện bên sườn núi bị vùi lấp, 5 người mất liên lạc. Sau thảm họa, huyện Thông Giang đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp về thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ có liên quan để thực hiện công tác cứu hộ. Các lãnh đạo tỉnh và thành phố liên tiếp ban hành chỉ thị. Lãnh đạo chính của thành phố và quận nhanh chóng đến địa điểm sạt lở đất, chỉ huy và điều động lực lượng cứu hộ xung quanh dốc hết sức mình để giải cứu. Trong công tác cứu nạn, tổng cộng 6 đội cứu nạn khẩn cấp, 5 máy xúc, 4 xe cứu hỏa, 3 xe hỗ trợ y tế đã được huy động tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 15, công tác cứu nạn khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành, di dời tổng cộng 28 người đến nơi an toàn, nạo vét 46m lòng sông, di chuyển hơn 3.520m2 đất đá vùi lấp nhà cửa. Vụ sạt lở đất khiến 15 nhà bị vùi lấp, 5 người mất liên lạc bị sạt lở vùi lấp và tử vong. Hiện tại, hậu quả của các nạn nhân đang được xử lý ổn thỏa và tất cả những người được chuyển đến đã được tái định cư một cách hiệu quả và công tác liên quan đến hậu quả vẫn đang được tiến hành. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!